Đây là toàn bộ bản đồ tác chiến của Lam quân và Hồng quân. Nhóm nhỏ đánh úp đã vào vị trí hết. Thủ trưởng, đợi một chút. Hành động trảm thủ bắt đầu rồi, không được động đậy. Tiểu đội rắn hổ mang, hành động kết thúc. Đây đều là người của cậu. Dân sao phải làm vậy? Để cho bọn họ biết được đặc chủng tác chiến, cũng để cho tôi biết được đặc chủng tác chiến. Không dám. Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Cái gì gọi là hành động trảm thủ? Chiến tranh còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc. Tốt. Bối cảnh của diễn tập Xuân Lôi là quân địch hùng mạnh, bộ đội hải lục không quân kết hợp đổ bộ vào vùng duyên hải nước tôi. Tôi bắt buộc phải triển khai chiến đấu bảo vệ đất nước. Để đề phòng trinh sát dày đặc của bộ đội đặc chủng Lam quân, chúng tôi không dùng bất cứ phương tiện công cộng nào tiến vào chiến khu, mà lựa chọn bộ hành tập kích bất ngờ. Không một, hướng của mục tiêu không một là 0134-0738. Trước khi đội Lam đổ bộ, không kích đã toàn diện bắt đầu. Lạ thật đấy. Không quân và lính phòng không hải quân của họ cứ như là mọc thêm thiên lý nhãn vậy, trực tiếp tìm ra cứ điểm của chúng ta. Bộ đội ngụy trang Hồng quân bố trí nhiều mục tiêu giả trên mặt đất như vậy, nhưng lại không có chỗ nào ném bom. Tổn thất của chúng ta vô cùng nặng nề. 1/4 lực lượng còn chưa rời nơi đóng quân, đã mất đi ý chí chiến đấu, rút khỏi diễn tập. Không lạ chút nào cả. Cách đánh của chiến tranh dùng dịnh. Mục tiêu giả của bộ đội ngụy trang có thể lừa được vệ tinh, có thể lừa được trinh sát trên không, nhưng không thể lừa được đôi mắt của bộ đội đặc chủng chúng ta. Tên Lôi Khắc Minh này, nhóm nhỏ hỗn hợp đường dài đã triển khai toàn diện sau lưng chúng ta rồi. Anh ta có thể chỉ đạo tiến công chuẩn xác như vậy. Tôi dám nói trong nhóm nhỏ của anh ta còn có phi công của hải quân và phi công của không quân. Anh ta cũng phải hạ lệnh cho nhóm nhỏ mặt đất đó chứ. Sao chi nhánh trinh sát trước đó một chút cũng không phát hiện ra? Anh ta có cách của anh ta. Anh ta không dùng điện đài, không muốn bị trinh sát của ta phát hiện. Cái tên Lôi Khắc Minh giả hoạt này
Nhưng anh ta sẽ dùng cách nào đây? Diện tích hậu phương rộng như vậy, bọn họ hạ lệnh tác chiến cho nhóm nhỏ của anh ta như thế nào? Anh ta vẫn phải dùng điện đài dân dụng. Ai có máy thu âm trong tay, dân dụng nhé. Báo cáo, tôi có. Tốt. Hồng quân chiếm giữ vượt qua ba tỉnh. Anh ta chọn đài phát thanh của tỉnh ở giữa. Như vậy có thể bao trùm toàn bộ chiến khu. Lập tức tìm ra sóng ngắn này cho tôi. Tìm kiếm tất cả các chương trình điện đài, ca kịch, giao hưởng, nói chung tất cả những chương trình tôi không thích nghe đều phải tìm cho tôi rõ. Dừng. Đây là thứ gì vậy? Đây là ca kịch Ý. Đêm nay không ai chìm vào giấc ngủ của Pavarotti. Đêm nay không ai chìm vào giấc ngủ. Anh ta biết tôi sẽ đoán ra, cho nên đã lựa chọn bài hát này. Xem ra anh ta đang thị uy với chúng ta. Đêm nay Hồng quân đúng là không ai chìm vào giấc ngủ rồi. Đây là chương trình gì? Phải làm thế nào mới có thể phát thanh? Đây là phát thanh quần chúng, chỉ cần trả tiền là được. Đi, đi tìm ra cho tôi cái điện đài này. Chúng ta cũng phát thanh rõ. Chúng ta phát thanh cái gì? Kinh kịch. Sa Gia Băng. Đấu trí. Hà đại đội, anh quả nhiên đoán ra rồi. Quá đã. Quá đã. Của chúng ta ở đâu thế? Tiến lên rõ như ban ngày thế này. Chỉ cần một đội máy bay cường kích tập hợp, bắn đại bác, bắn một lượt, bọn chúng toàn bộ đi tâm ở đây rồi. Ở sân bay, ở mặt đất. Vậy anh còn đợi cái gì mà bỏ họ cất cánh đi? Lính nhảy dù, bọn họ đã bị xử rồi, bị tiêu diệt ở dưới đất rồi. Lần đầu tiên không kích đã bị xử, vậy chúng ta còn đánh cái gì nữa? Chẳng lẽ chúng ta mỗi người giơ một nắm đấm đi nổ xe tăng của bọn chúng à? Chúng ta không nhận thua dễ dàng như vậy. Bộ đội tuyến 1 nhảy qua rồi, còn chúng ta nữa. Đã nói với sói xám rồi, bảo nó trang bị cho mỗi binh sĩ chúng ta chiến lược hỏa tiễn. Bây giờ chính là toàn thân buộc chặt thuốc nổ, cũng không thể làm nổ một cái xe tăng. Đến đặt chủng trước mặt lính thiết giáp, chính là giống như thịt heo vậy đó. Đợi mà băm thành nhân đi. Cho nên từ bây giờ trở đi, chúng ta không thể tác chiến tập thể rồi. Chia thành nhóm nhỏ, từng người chiến đấu. Từ giờ trở đi, phân thành hai nhóm nhỏ hoạt động, hóa trang hành động, tước đoạt điện đài của bọn chúng, theo dõi liên lạc của bọn chúng. Không thể để bọn chúng tiếp tục ung dung nữa, nhớ kỹ. Mục tiêu là trung tâm chỉ huy thông tin siêu cấp trở lên và trung tâm hậu cần. Chú ý, không được tiếp xúc với bộ đội tác chiến. Bảo toàn khoảng cách an toàn với bọn chúng. Xuất phát thôi. Anh ơi, chỗ này không thể đi vào đâu. Không còn cách nào. Con trai phải đi học. Tôi phải đi nhặt chai lọ. Vậy hay là anh đứng ở ngoài đợi nhé, Lý Chu. Có, đi. Phân loại thùng rác của chúng ta, sau đó mang qua đây. Bảo bộ phận bếp núc làm chút gì ăn. Tôi thấy anh ấy đói rồi, rõ. Khẩu lệnh, núi băng đáp lệnh, cao nguyên. Các anh là đơn vị nào thế? Lữ đoàn pháo binh đến họp, mời vào.
Có được khẩu lệnh rồi, chuẩn bị động thủ được. Khẩu lệnh. Núi băng đáp lệnh. Cao nguyên. Các anh là đơn vị nào thế? Lữ đoàn chống xe tăng đến họp. Lữ đoàn chống xe tăng không nghe nói sẽ đến họp. Vừa mới nhận được thông báo. Không phải chúng tôi không thông minh, mà cộng quân quá giả hoạt. Mời vào. Được. Đói rồi à, xào cái gì vậy? Thịt kho. Tôi ngửi thấy mùi thịt kho này, đói thật luôn rồi. Chờ thêm một chút sắp được ăn rồi, đừng vội, đi họp trước đi, thịt kho à. Nào nào, tôi thích ăn nhất đó, cho tôi một miếng, thử một miếng xem nào. Xem anh tham ăn kìa, nào, thêm hai miếng nữa, nhiều đấy, cẩn thận nóng. Ngon lắm, thơm thật đấy, ngon lắm. Được rồi, đi họp thôi, cảm ơn ban trưởng, đi đi. Xong rồi, chuẩn bị ăn cơm đi. Thịt kho. Sao thế? Không họp nữa à? Đi nhầm rồi. Chúng tôi họp ở lữ đoàn bộ binh. Không phải cộng quân quá giả hoạt là chúng ta quá vô dụng. Cho qua. Đi. Một lát nữa sẽ tỉnh. Đừng sốt đấy nhé. Đi, chúng ta đi. Chúng ta đi. Bên trong nhanh một chút. Ai ở bên trong nhanh một chút. Nhanh lên một chút được không? Bọn họ động thủ rồi. Đạo diễn nói gì? Sư xe tăng thứ 82 rút khỏi diễn tập. Báo cáo của Hồng quân nói, nếu là thực chiến, sẽ không là bã đậu, mà là thuốc độc thực sự. Sớm đã trong dự liệu rồi. Hà đại đội vẫn là cái thói quen cũ ấy, không sao. Chút vốn này của Lam quân vẫn là bù đắp nổi. Còn có, bộ chỉ huy Lam quân bảo chúng ta cấp tốc tiêu diệt bộ đội đặc chủng Hồng quân hậu phương, tiêu diệt. Dễ dàng như thế sao? Giữa mênh mông núi cao rừng rậm dày đặc này, chỗ nào cũng là căn cứ địa của các đồng chí. Không sao. Anh ta đánh theo cách của anh ta, tôi đánh theo cách của tôi. Bây giờ chính là xem ai có thể bù đắp nổi. Tôi thật là buồn bực. Anh buồn bực cái gì thế? Dựa vào cái gì mà họ lái xe chúng ta đi bộ? Bởi vì anh là đà điểu mà. Tôi càng buồn bực hơn nữa chính là ngay cả một tên nhân viên vệ sinh như anh cũng có thể giả vờ làm miếng nghỉ dù. Cái này không sao, tôi không để ý đâu. Tôi để ý. Anh để ý. Đứng lại. Hai người các anh sao lại chạy đến đây? Không phải là nên ở khu vực nghỉ dù 343 sao? Trung đội trưởng, sự thật là tôi bị cái tên vệ sinh viên này lừa. Chuyện gì thế? Không liên quan đến tôi. Là anh ta xem sai bản đồ.
Là như vậy. Vừa nãy tôi đang ngủ, anh ta nói với tôi đến 353 rồi, tôi liền nhảy xuống cùng anh ta. Đây là khu vực 353. Các anh xem nhầm cũng hơi xa đấy. Trung đội trưởng, tôi quyết liệt kiến nghị anh nhốt cậu ta lại. Tôi nghĩ anh ta là gian tế của Hồng Quân. Tôi là gian tế. Vậy anh là ai? Chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây, đúng không trung đội trưởng? Hai cậu ở đây làm gì thế? Hai cậu ở đại đội nào? Báo cáo. Đại đội Hoàng Kế Quang, Sư Hùng Ưng. Chúng tôi bị lạc đường. Chúng tôi nhảy nhầm chỗ. Đúng là quá mất mặt. Lên xe. Bảo hai cậu lên xe, còn đứng đó làm gì? Về quân ngủ với tôi. Thủ trưởng, chúng tôi tự đi là được rồi, không phiền đến xe cổ này. Bớt nó nhảm đi. Đừng có ở đây rơi ra khắp nơi nữa, mất mặt lính nhảy dù chúng ta. Lại còn đại đội Hoàng Kế Quang nữa chứ, cút lên xe. Vậy cảm ơn thủ trưởng. Cảm ơn thủ trưởng. Ban trưởng Đặng Chấn Hoa. Cậu là... Không nhớ tôi à? Tôi từng là lính của anh. Lúc ở sư đoàn giáo dục tân binh. Tôi nhớ ra rồi. Cậu là Tiểu Tạ. Tôi gọi cậu là cua đúng không? Lính của tôi. Lúc đó vậy giờ tôi không ít nhỉ? Không phải. Cậu xem lúc đó tôi dẫn dắt tân binh đúng không? Bây giờ tôi là ban trưởng rồi. Ở đây đều là lính của tôi. Ban trưởng Đặng, hôm nay anh rơi vào tay tôi rồi. Đà điểu gặp báo ứng rồi. Gặp được chiến hữu của đại đội tân binh ở đây chính là vô cùng thân thiết. Ai là chiến hữu của anh? Lúc đó tôi là ban trưởng, cậu là tân binh. Có vài chuyện không thể không như vậy đúng không? Cậu xem giờ cậu cũng là ban trưởng rồi. Cậu có thể hiểu được lúc đó dẫn dắt tân binh không có dễ dàng gì đúng không? Bây giờ cậu dẫn dắt đám lính này tốt như vậy, cậu xem ai cũng gào khóc giống như với tiểu lão hổ vậy đó. Ban trưởng Đặng, có lẽ anh quên rồi, nhưng tôi vĩnh viễn ghi nhớ. Không phải chứ, Tiểu Tạ, cậu xem tôi dẫn dắt nhiều tân binh như vậy, có rất nhiều việc tôi... Lần đầu tiên tôi nhảy dù. Tôi không dám nhảy. Anh đá tôi một phát xuống dưới. Chuyện này tôi cũng là bất đắc dĩ mà. Cái này cậu hiểu mà. Tôi ngã gãy chân. Nhảy dù có thể xảy ra sự cố mà. Cái này cậu phải hiểu chứ đúng không? Tôi phải nhập viện. Bác sĩ nói có thể tôi không đứng lên được nữa. Tôi tuyệt vọng. Là tôi không tốt. Tiểu Tạ, sau khi cắt chỉ, tôi vẫn không thể đứng lên nổi. Xin lỗi. Anh đến trước giường tôi. Tôi sợ gần chết. Một câu nói của anh. Thằng nhóc giả vờ gì thế? Sao chạy vật giả 5 cây số? Tôi đứng lên rồi. Ban trưởng, tôi không dám làm chiến hữu của anh. Bởi vì anh vĩnh viễn là ban trưởng của tôi. Vĩnh viễn là anh cả của tôi. Đừng nói nữa, Tiểu Tạ. Đừng gọi tôi là Tiểu Tạ. Tôi là cua. Được. Cua. Ban trưởng, tôi đợi anh lại gọi một câu cua ơi. Tôi đã đợi gần 3 năm rồi, ban trưởng. Tôi nhớ anh lắm, ban trưởng. Cảm động thật đấy. Ban trưởng. Được rồi. Cua, cậu bây giờ cũng là ban trưởng rồi. Đừng khóc nữa, nào. Ban trưởng.
Gọi ban trưởng, chào ban trưởng. Ban trưởng, tối nay không được đi đâu đấy. Ở lại đại đội cảnh vệ sư bộ, tôi sắp xếp. Chúng ta đoàn tụ một chút, ngày mai tôi đưa anh đến đại đội Hoàng Kế Quan. Em đừng động vào cái đó có được không? Hay là anh sửa đi? Anh làm gì biết sửa xe? Không biết thì nói ít thôi. Đã nói với em rồi, đừng có tự mình lái xe ra ngoài. Em cứ không nghe, im miệng. Em xem em. Hai anh là ai thế? Làm gì thế? Không có gì. Chúng tôi đi du lịch qua đây. Anh sửa xe của anh đi, xe này là của anh. Đường này thì không phải của anh nhé, anh quan tâm tôi nhìn gì làm gì? Nhìn cái gì? Nhìn thấy xe đẹp như thế này bao giờ chưa? Đồ nhà nghèo. Anh nhìn chằm chằm tôi làm gì? Anh còn nhìn nữa là tôi xử anh đấy. Tôi nói cho anh biết, đừng nhìn nữa. Đồng Đồng, chúng ta mau đi thôi, ở đây đều là người mang rợ. Đi. Đi kiểu gì? Ở đây cách thị trấn gần nhất cũng phải 80 cây đấy. Muốn đi anh tự mà đi. Gọi xe kéo. Có sóng điện thoại không? Gọi xe kéo kiểu gì? Chúng tôi giúp cô sửa vậy, không uổng công nhìn. Các anh có biết sửa xe không? Từng mở cửa hàng sửa xe? Từng sửa xe này chưa? Đây không phải là Land Cruiser sao? Tôi chuyên sửa xe này, tốt quá rồi. Đồng Đồng, không thể để bọn họ sửa. Em cũng không biết bọn họ là ai. Anh có thể bớt nói nhỏ một chút không? Sao lắm lời thế hả? Còn nói nữa, tôi giác định anh với ông xã lại bây giờ. Có sửa không? Không sửa thì thôi. Đừng đi, giúp tôi đi mà. Tôi thật sự không biết sửa xe. Cầu xin anh, anh ấy là sếp. Cô hỏi anh ấy đi. Cầu xin anh, nếu như anh thật sự biết sửa xe. Đương nhiên biết sửa rồi. Tôi sửa xe. Anh trông đồ, quá tốt rồi. Đồ để lên xe đi, không mất đâu. Cái này để sửa giày. Anh này, chậm một chút. Ban trưởng, tôi bảo ban bếp núc hôm nay nấu thêm vài món ngon, chúng ta đoàn tụ một chút. Nếu không phải lần diễn tập này, nói không chừng không gặp được anh. Đi, nào nào. Dẫn sói vào nhà. Lợi hại quá. Anh gì bên trong ơi, xuống đây. Làm gì thế? Người ta giúp chúng ta mà. Lát nữa họ lái xe của chúng ta chạy bây giờ. Anh là kiểu người gì vậy? Đứng sang một bên chờ đi. Đừng cãi nhau nữa. Đã sửa xe cho hai người rồi. Đi. Chúng ta đi thôi, đừng đi. Trời sắp tối rồi, hai người còn muốn đi bộ à? Đúng rồi, trời sắp tối rồi. Chúng ta cũng nên đi thôi, Đồng Đồng. Cái gì mà chúng ta đi, bớt lôi kéo tôi đi. Em, cô gái, cô không nên đối xử với người yêu như vậy. Chính thế anh còn là chồng tương lai của em đó, anh nghĩ đi. Anh là cái đồ kẹo cao su thối suốt ngày đứng nhờ tôi. Không phải ba em nói, vậy anh gả cho ba tôi đi. Phiền tôi ít thôi. Hai người lên xe đi, tôi đưa hai người đến thị trấn, không thích hợp lắm nhỉ. Chúng tôi vẫn là tự đi thì hơn. Đi lên xe. Đồng Đồng, em gì chứ? Tôi nói cho anh biết, ba tôi là ba tôi. Tôi là tôi. Tôi tự do tự tại quen rồi. Nếu như tâm trạng tôi tốt, tôi cho anh đi nhờ đến thị trấn mua hai cái vé xe rồi đi. Nếu như tâm trạng tôi không tốt thì để anh lại đây. Sói con. Xem ra dưa cố hái không ngọt đâu. Liên quan gì đến anh chứ? Xe sửa xong rồi, muốn sửa chữa anh. Xin lỗi, tôi sai rồi. Đi. Anh có biết lái xe không? Cô nói xem. Tốt quá rồi, tôi không biết lái xe.
Hay là anh lái đi, anh đưa chúng tôi đi. Đừng. Chồng chưa cưới của cô sẽ ghen đấy. Không dám đâu, cứ kệ đi. Anh lái xe, lên xe đi, được rồi. Người anh em, cậu có lên xe không? Tôi nói cho cậu biết, chỗ này trời tối còn có sói đấy nhé. Có thật đấy. Cậu lên bên đó. Các anh làm gì vậy? Làm thợ sửa xe thật hả? Đúng vậy. Anh tên là gì? Tôi tên Tiểu Trang. Còn cô? Tôi tên là Mã Kỳ Đồng. Anh gọi tôi là Đồng Đồng là được rồi. Đồng Đồng. Cô làm nghề gì? Tôi. Tôi vừa tốt nghiệp đại học. Bố tôi nói cho tôi đi du học. Tôi đang rảnh nên ra ngoài đi lượn. Vào đi. Được rồi, hai người cũng đến nơi rồi, tôi xin cáo từ. Các anh định đi đâu? Chúng tôi tìm một nơi nào đó để đi là được, không cần ở chỗ cao sang thế này. Vậy các anh có thể nghỉ ngơi được không? Không sao đâu. Những nơi hoang vu cũng đi qua cả rồi. Đúng rồi, hôm nay cũng coi như cảm ơn các anh. Em để bọn họ đi, không phải việc của anh. Cảm ơn. Chúng tôi thật sự phải đi rồi. Đợi đã. Tối nay hai nữa lại đây đi. Làm gì thì cũng phải nghỉ ngơi đã. Nhét nhiều đồ nặng như vậy làm sao đi được. Chuyện này. Đi thôi. Đi thôi. Đồng Đồng à. Ai đấy? Tôi. Xem đi. Tối nay chúng ta sẽ hành động. Bọn họ tuyệt đối sẽ không ngờ đến nhân như vậy mà chúng ta đã thâm nhập vào thị trấn của bọn họ. Xử lý cái trung tâm bẩn thỉu này, đây có thể là trung khu hậu cần của Lam quân. Vậy sau khi làm xong việc, làm sao chúng ta ra ngoài? Anh đã nghĩ cách chưa? Chúng ta chỉ có một con đường, cướp xe của bọn chúng. Cái này tôi không đồng ý. Như thế quá nguy hiểm. Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên quay về khách sạn này. Cậu điên rồi. Anh nghe tôi nói, tôi vừa xem qua giới thiệu về khách sạn này. Khách sạn này là khách sạn cao cấp nhất của cả thị trấn. Cuộc diễn tập quân sự của chúng ta tuyệt đối không thể phá hỏng trật tự thường ở địa điểm. Thế nên tôi cảm thấy ở đây rất an toàn. Chúng ta quay về đây nghĩ cách tiếp tục theo xe của cô ta ra ngoài. Ai đấy? Anh. Em đang tắm. Anh về đợi đi. Ngày mai anh tự mua lấy vé xe mà về. Anh chỉ nói với em vài câu thôi. Khi đứng ở cửa nói đi. Anh có thể vào không? Đồng Đồng mà. Nói. Nói nhanh lên. Nói xong rồi thì mau chóng biến đi cho tôi. Anh nói em nghe. Hôm nay hai người đó tuyệt đối không phải người tốt đẹp gì. Có phải có đàn ông giúp tôi
Anh nhìn thấy anh ta không phải người tốt. Tôi thấy ngoài anh ra còn lại đều là người tốt. Anh không đùa với em. Chính người đàn ông hôm nay ngồi cạnh anh, trong tắt lưng anh ta có súng, liên quan gì đến em? Nếu như là người trong giang hồ thì cũng thôi vậy. Ngộ nhỡ là cảnh sát thì sao? Em xem hai người họ, cơ thể, còn cả đầu tóc và ánh mắt. Nếu như là người trên giang hồ, cũng là sát thủ số một. Nhưng mà anh chưa từng nghe thấy. Chắc chắn là cảnh sát. Em thấy anh lảm nhảm nhiều như thế làm gì? Làm cái gì thế? Không phải anh muốn tốt cho em sao? Đừng động vào tôi. Kể cả là cảnh sát thật thì đã sao? Tôi giết người rồi, cũng phóng hỏa rồi. Tôi cũng đã mua một gram heroin rồi, cũng mua một hộp đạn rồi. Liên quan gì đến tôi chứ? Chúng ta không phải đều là cái gì? Ai cùng anh chứ? Chúng ta cái gì? Đứng làm trò đi, cút cho tôi. Cút. Đây không phải anh muốn tốt cho em sao? Cút. Em đừng đẩy anh, đồng đồng. Em nghĩ kỹ xem thật đấy, phiền chết mất. Cảnh sát. Tiểu đội trưởng, vẫn uống được. Tôi vẫn uống được. Uống đi. Đã vẽ xong hết rồi, chỉ còn thiếu mỗi tiểu tạ thôi. Uống. Nếu như anh không ra tay nổi thì để tôi. Để tôi cho. Lính của tôi, để tôi. Tiểu đội trưởng, chạy việt giả 5 km. Tôi đạt tiêu chuẩn rồi. Đạt tiêu chuẩn rồi, tiểu đội trưởng à. Tiểu đội trưởng à. Không sao. Ngủ đi. Đi thôi. Lần này tôi chơi với anh luôn. Ai đấy? Là tôi, đồng đồng. Có chuyện gì à? Tôi có thể vào được không? Tôi có thể vào được không? Vào đi. Vẫn chưa ngủ à? Các anh cũng vẫn chưa ngủ mà. Tôi có thể nói chuyện riêng với anh ấy không? Được không? Vậy được. Vậy tôi ra ngoài trước. Ngủ sớm đi nhé. Ngồi đi. Cô làm gì đấy? Ai phái anh đến? Khẩu lệnh. Cậu hét cái gì mà hét? Là tiểu đội trưởng của tiểu đội trưởng. Ngại quá, không sao. Uống nhiều rồi nên dậy đi vệ sinh thôi. Sao thế? Cậu đi cùng tôi à? Không phải, xin lỗi ạ. Được rồi, mau đi đi. Tôi dẫn cậu đi rạch cổ sư đoàn trưởng. Cái gì? Cậu dám rạch cổ cả sư đoàn trưởng à? Có gì đâu mà không dám. Đừng nói là sư đoàn trưởng, quân đoàn trưởng tôi cũng rạch. Ai ở bên đó vậy? Giữa đêm hôm không ngủ làm gì thế? Chào sư đoàn trưởng. Trên tay cậu đang cầm cái gì kia? Sư đoàn trưởng. Chào sư đoàn trưởng. Là son môi. Tiểu tử cậu dùng cái đó làm gì? Biến thái à? Không không, sư đoàn trưởng, cái này là Đặng Chấn Hoa.
Sư đoàn trưởng, ngài biết tôi à? Tôi làm sao không biết cậu được? Tên tiểu tử nhảy dù nhà cậu, nhảy đúng như nhà vệ sinh nữ của trường học người ta, làm những nữ sinh đó sợ tán loạn cả lên. Cuối cùng cậu lại đứng tán dốc với người ta, nói cậu là lính nhảy dù, là chim ưng dũng mãnh giữa trời xanh, là dũng sĩ mạnh mẽ nhất. Lúc xe đến đón cậu, cậu còn ký tên lưu niệm cho các nữ sinh đó. Tôi có thể không quen sao? Cậu là người nổi tiếng mà. Anh nổi tiếng thật đấy. Thôi 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 đi. Không phải cậu đã đến chỗ đến đặc chủng của lục quân rồi sao? Cậu đến đây làm gì? Cậu, sư đoàn trưởng, ngài tiêu rồi. Sao thế? Ngài bị tôi rạch cổ rồi. Rạch cổ? Hóa ra cậu... Y sĩ à, đây là sư đoàn trưởng của chúng ta đấy. Ngài ấy là sư đoàn trưởng của anh, không phải của tôi. Đi thôi, đà điểu. Sư đoàn trưởng à, xin lỗi ngài. Chuyện này ngài biết, tôi nói thì không tính đâu nhé. Ngài ngủ lát đi. Anh đừng chạy loạn lên, tôi dẫn anh đi. Anh không cần giải thích với tôi. Tôi cũng không muốn biết. Chỉ cần tôi biết anh không phải cảnh sát, không phải là người bố tôi phái đến, cũng không phải kẻ thù của bố tôi là được rồi. Biết càng nhiều thì chết càng nhanh. Từ nhỏ đến lớn, bố tôi dạy tôi đạo lý này. Được rồi, chuyện cũng đã rõ rồi. Cô có thể yên tâm quay về đi. Tôi vẫn còn việc phải làm. Tôi không về đấy. Còn làm gì nữa? Các anh đang làm ăn riêng đúng không? Là ý gì? Nếu như các anh làm ăn riêng, tôi có thể giúp các anh tìm cuộc sống tốt hơn. Bên bố tôi và anh tôi vừa hay đang thiếu người, hơn nữa cũng không cần cực khổ như vậy. Bọn họ sẽ cho anh rất nhiều tiền. Thật đấy, bố tôi ở biên giới rất có thế lực. Hơn nữa, tôi cũng muốn gặp anh. Bố cô làm nghề gì? Nếu theo lời cảnh sát là cú độc. Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Lẽ nào sát thủ có chỗ nào sạch sẽ hơn cú độc sao? Cô cũng vậy à? Tôi không phải. Trước giờ tôi không tham gia. Bố tôi cũng không cho tôi tham gia. Thế là tốt nhất. Tôi có thể nói cho cô, chúng ta không phải là người cùng đường. Hôm nay tôi chưa từng gặp cô, cũng không nghe thấy những gì cô vừa nói. Tôi còn có việc, cáo từ trước, anh không được đi. Tại sao chứ? Anh giúp tôi đi. Tôi có thể cho anh rất nhiều tiền. Tôi giúp gì được cô chứ? Bỏ tay ra. Anh giúp tôi giết anh ta. Giết ai chứ? Chính là cái người cứ bám lấy tôi. Tôi sắp phiền chết rồi. Anh muốn bao nhiêu tiền tôi đưa cho anh? Cô không phải cái gì cũng đã làm rồi sao? Đúng vậy. Đồng đồng, tôi nói cô biết, trong lòng mỗi người đều có một ác quỷ và một thiên thần. Nếu như cô khống chế được ác quỷ, vậy thì cô sẽ là một thiên thần. Ngược lại, cô chính là ác quỷ. Tôi khuyên cô, lúc cô còn trong sạch, hãy là bỏ đi tất cả những ác ý của cô. Tôi coi cô như bạn mới nói như vậy. Vậy tôi phải làm sao? Tôi đi với anh nhé. Cô đi cùng tôi làm gì? Tôi còn có việc phải làm. Tôi có thể cho anh rất nhiều tiền. Sao mà cô không hiểu nhỉ? Chúng ta không phải người cùng đường. Anh giết người chưa? Tôi hiểu rồi. Anh giết người rồi. Mắt của anh không biết nói dối. Nói với tôi, tôi có thể làm gì giúp các anh? Cô muốn làm cái gì? Bây giờ khắp thị trấn đều là quân đội. Hai người các anh nhất định không làm được gì của mình. Tôi không giống các anh. Tôi là con gái, tôi có ưu thế. Nói với tôi có thể làm gì giúp các anh? Lái xe cho các anh, tiếp ứng cho các anh. Chúng ta có điện đàm rồi. Làm gì đấy? Anh đợi lát rồi sẽ biết. Hy vọng sau này vẫn có thể quay lại thăm nhà cũ ở bộ đội. Nằm mơ đi. Bọn họ sẽ cho anh tan thành trăm mảnh.
Yên lặng, đừng có sủa, mày là chó ngoan. Đây là chó của sư đoàn trưởng của chúng ta. Chó của sư đoàn trưởng thì sao? Sư đoàn trưởng chúng ta còn cho tiêu rồi. Cứ cho nó đi cùng sư đoàn trưởng đi. Anh tàn nhẫn thật đấy. Ngay cả chó anh cũng không tha. Đi thôi. Tôi mở cửa. Cô ấy giúp chúng ta làm việc. Cô ấy giúp chúng ta làm việc. Tôi là tổ trưởng. Tôi quyết định rồi. Đâu? Ra khỏi thị trấn vào núi. Tôi đi cùng các anh nhé. Không được, không sao. Tôi tiện hỏi thôi.